Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video đầu tuần của kênh em, video 420. Và hôm nay thì em về được một lô máy và lô cần tay mới nha. Máy thì sẽ có từ 2000, đa số máy cho các anh lua, lua đơn nè, lua lóc, lua chẽm. Rất là nhiều mẫu nha các anh. Hôm nay về được một con máy trong suốt cho các anh sưu tầm nha. Và cần tay thì sẽ có cần tay lóng ngắn và cần tay lóng dài. Hôm nay thì rất là nhiều mẫu cần tay mới luôn. Để em giới thiệu sơ qua nha. Đây, một cây Nissin nè, phôi 7 màu luôn. Cái này thì bản đời cao. Và một cây cần tay Shimano có chế độ zoom. Này, 3 chế độ zoom nha. Độ cứng tương đối ạ. Và cần tay ráp khúc si vàng nha các anh. Si vàng. Và những mẫu cần Heiichi có cả Daiwa và Shimano. Và cần tay chợ máy nha. Cần tay chợ máy thì có rất là nhiều. Daiwa, Gamakatsu, Nissin. Này, rất là nhiều mẫu nha. Và cuối cùng sẽ là một cây cần tay săn hàng của NFT. Cái này thì 9m, độ cứng tốt ạ. Cho các anh săn hàng, đánh biển đều được hết. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn máy là 30 và đơn cần là 40.000. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Và các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại có ghim trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên là một con máy đa quay nha. Con này dòng ST600M, hàng Japan, máy full carbon. À, một biên sóng tiếng lưỡi gà to luôn. Máy rất là mới nha các anh. Này, thiếu mỗi cái bao thôi. Mới toanh. Con này thì 90-95% nha. Gạt cước nhạy. Lăng cước vẫn còn sáng. Tay quay thì các anh có thể đổi trái phải nha. Con này thì tay quay của nó là tay quay kim loại nè. Size thực tầm 1000-2000. Lưu đơn, câu bè, câu mực. Này. Thông số cước 1.5 vào được 130. Cước 2 vào 100 và cước 3 vào được 65m ạ. Máy hãng đa qua và một chiều có chốt chặn. Một chiều của máy sẽ có tiếng kêu chạy bạc đạn đầy đủ nha các anh. Và đây là hai chiều quay cực kỳ nhẹ luôn. Này, thiếu mỗi cái bao thôi nha. Đa qua ST600 và mã số là số 1, giá 250.000. máy mã số 1 giá 250. Ngoại hình còn rất là tốt. Và tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một con máy dòng AB nha các anh. AB Special. Con này là hàng Korea xuất Nhật nè. Thân sẽ là carbon và cối của nó là cối kim loại nha. Mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ luôn. Này, mọi chức năng hoạt động tốt hết. Lăng cước gạt cước còn sáng. Và tay quay thì các anh cũng có thể đổi trái phải nha. Gập gọn được. Con này thì xa 2000. Cho các anh câu lua đơn, câu ngâm. Này, mời các anh xem thông số cước. Con này thì cước 2 sẽ vào được khoảng tầm 150, cước 3 100m nha. Máy AB và thiết kế của nó đây, dạng hình hộp nè. Ratio cao 5.2. Mô pin sóng ạ. Và mời các anh xem hoạt động nha. Có chốt chặn. Máy hoạt động không có tiếng kêu. Và đây là nút 2 chiều. Đây, 1 chiều 2 chiều ở đây. Mọi chức năng hoạt động tốt ạ. Mã số 2, giá cái này là 200.000. Máy mã số 2, giá 200 nha. Chạy bạc đạn đầy đủ. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 sẽ là một con máy Shimano dòng SS2000 ạ. Size thuộc máy size 2000. Cước số 2 vào được 200, cước 3 vào 140 và cước 4 vào được 100m. Con này thì full carbon ạ. Máy full carbon, hàng Korea xuất Nhật. Một pin sóng là lưỡi gà đầy đủ nha các anh. Gạt cước còn tốt và lăng cước vẫn còn sáng. Này, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Ratio máy là 4.2. Con này 4.2, ngoại hình có đi theo 5 tháng. Còn được khoảng tầm 80%. Tay quay kim loại nè, tay quay thì còn đẹp. Có chốt chặn và máy hoạt động có tiếng kêu. Này, và đây là nút 2 chiều nha. Mời các anh xem. Hoạt động của máy vẫn còn tốt, êm mượt nè. Và mã số con này mã số 3, giá là 190. Máy mã số 3 giá 190.000. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 sẽ là một con Daiwa dòng printer HV 2005 nha các anh. 2005 các anh lua lóc, lua chẽm, câu đơn, câu ngâm đều được nha. Con này thì thân máy thân carbon, cối xa cối kim loại nè. Tay quay kim loại luôn. Gập được nha các anh. Ngoại hình thì có đi thêm 5 tháng nè, nhưng mà máy thì vẫn còn hoạt động tốt nha. Hàng bãi thì nó sẽ có xây xước ạ. Ngoại hình của con này còn được khoảng tầm 75-80%. Hàng China xuất Nhật. Gạt cước tốt.
và con lăn cước vẫn còn sáng. Này còn lăn cước vàng gold này, còn xoay nha các anh. Con này thì mô bin sóng, lưỡi gà sẽ hơi nhỏ một tí. Máy chạy 2 bạc đạn và cước số 2 vào được 200, cước 3 vào 150. Một chiều có chốt chặn, cực kỳ nhẹ luôn nha các anh. Con này hoạt động không có tiếng kêu. Và đây là hai chiều. Đai qua nha. Đai qua HV 2005, mã số 4, giá 250. Máy mã số 4, giá 250.000. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 sẽ là một con máy hãng Tactic Enjoy ạ, dòng 40RD. Xài thực khoảng tầm 2.500-3.000. Cần đánh lóc đánh chẽm được nha. Máy đuôi chuột thì ship côn sẽ ở dưới này nha các anh. Côn của nó sẽ nằm ở dưới nè. Tay quay có thể đổi trái phải. Và con này thân carbon, cối là cối nhựa nha. Ratio ghi sẵn 4.6. Và thông số cước, cước 3 vào 170, cước 4 120. Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Ngoại hình còn tầm 85%. Này, ốc vít rất là sáng. Máy hoạt động tốt, có tiếng kêu, có chốt chặn đầy đủ. Tay quay thì các anh cũng có thể đổi trái phải nha. Và đây là nút hai chiều. Xài thực tầm 2.500-3.000. Và mã số là số 5, giá 180. Con này mã số 5 giá 180.000. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 sẽ là một con máy đuôi chuột luôn ạ, hãng Shimano, dòng RD500 nha. Xài thực con này khoảng tầm 1.000 ạ. Cho các anh câu mực, câu bè, câu cá nhỏ giải trí. Này, hàng Japan nha các anh, nội địa Nhật Bản. Và con này là full carbon. Này, đuôi chuột thì các anh xiết côn phía dưới này nha. Này, côn của nó phía dưới này, nó sẽ có độ nặng nhẹ. Này, này. Còn các anh muốn lấy cối ra thì mình nhấn nút này và mình lấy cối ra thôi nha. Này, máy đuôi chuột khoảng Shimano. Và thông số cước 1.5 vào được 150, cước 2 vào 100 và cước 3 vào được 75 ạ. Này, máy hãng Shimano, tay quay có thể đổi trái phải. Một chiều chốt chặn. Con này thì hoạt động cũng không có tiếng kêu. Và đây là nút hai chiều của máy. Này, câu giải trí nha các. Này, xe thực 1.000, 1.000, 1.500, máy nhỏ nha. Và mã số là số 6, giá 190. Máy mã số 6 giá 190.000. Một chiều hai chiều của nó sẽ nằm dưới này. Và tiếp theo là mã số 7. Số 7 là một con Daiwa ST900B ạ. Này, Daiwa ST900B, con này xe thực của nó khoảng tầm 4.000 nha các anh. Lua, đơn, ngâm, đánh lăng xê đều được hết. Hàng Taiwan xuất Nhật nè, Đài Loan xuất Nhật nha. Máy full carbon. Con này thì ngoại hình cũng còn rất là tốt. Tầm 85-90%. Tay quay sẽ là tay quay kim loại. Gập được nha các anh. Máy thì còn đẹp nè. Và thông số cước, cước 3 vào 260, cước 4 190, cước 5 150. Này, máy hãng Daiwa. Và đây mà các anh xem, mẫu pin sóng, lưỡi gà đầy đủ, gà cước tốt, nhạy và con lăn sáng bóng luôn, cực kỳ sáng nha. Này mà các anh xem, là có chốt chặn và đây là nút hai chiều. Tình trạng của máy thì lâu ngày không sử dụng nha các anh, hơi khô dầu. Này, mà các anh nghe cái tiếng này, nó khô dầu nhẹ thôi nha, mình về châm dầu mỡ vào là được. Và còn một chiều của nó thì đã có tiếng kêu rồi. Này, máy ngoài hình tốt nha, sáng đẹp. Mã số là số 7, giá 220. Máy mã số 7 giá 220.000. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 sẽ là một con máy trong suốt ạ. Con này của hãng Vertec. Này, Vertec nha các anh, hàng Quốc xuất Nhật luôn, Korea xuất Nhật. Và xe thực của máy thì khoảng tầm 1.500-2.000. Con này cước số 1.5 vào được 200m, cước 2 vào 130, cước 3 vào được 90. Và ratio ghi sẵn là 4.3. Này, toàn thân của nó là nhựa nha các. Nhựa nè, trong suốt nha. Mình sẽ thấy được bên trong. Và khi các anh xoay máy nè, mình thấy được bên trong nha. Này, dòng này thì thích hợp cho các anh sưu tầm, mình để trưng bày hoặc đi câu đều được nha. Lưu đơn được. Một bên sóng, lưỡi gà kêu to, có đi kèm dây dù nha các anh. Dây dù BE nè. Gà cước nhạy, con lăn vẫn còn sáng, mọi chức năng vẫn còn hoạt động tốt hết ạ. Này, và đây là một chiều. Một chiều của máy có chốt chặn, hoạt động thì sẽ không có tiếng kêu nha. Này, hãng Vertec, máy trong suốt, mã số 8, giá con này là 220.
máy mã số 8 giá 220.000. Và tiếp theo thì em xin phép lên cần. Đầu tiên là một cây cần tay lóng ngắn cho các anh vậy rồi giết ạ. Và cây này thì gốc của nó là 16 ly. Gốc 16 ly, còn khoảng alpha taker. Hàn Quốc xuất Nhật nha các anh. Cái này nước sơn xanh rêu nè, khá sáng, chất liệu carbon nha. Cần hôm nay em lên thì carbon hết, không có cần flip ạ. Và ngọn của cây này là 0.5 ly. Ngọn 0.5 ly. Mở ra xem. Phôi từ lóng thứ 3 thì nước sơn của nó màu xanh rêu nha. 3m6. Và cây này cần ra rất là thẳng. Độ cứng khoảng tầm 3.5-4H. 3.5-4H. Rô giết hoặc anh câu cá suối, cá mưa đều được hết nha. Cần tay lóng ngắn, hình cơ. Ngọn 0.5 ly, trọng lượng cây này là 97g. Ra thẳng nha các anh. Và ra thẳng không võng. Mã số 1 giá là 500. Cái này mã số 1 giá 500 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 sẽ là một cây 4m5. Cây này thì gốc của nó gần 18 ly nha. Này, dòng Roya Carbon, phôi carbon xoắn. Xoắn toàn thân luôn. Tay cầm thì được làm nhám ạ. Chiều dài 4m5. Này, cây đánh chồi chép nè. Cả mương, cả suối đều được hết. Và ngọn của cây này sẽ là 0.7 ly. Phôi từ lóng thứ hai đây, phôi carbon xoắn toàn thân luôn nha. Cây này nước sơn của nó còn được khoảng tầm 80%. Này, hàng bãi thì nó sẽ có xây xước nha các. Có xây xước theo năm tháng nè. Nhưng mà cũng còn sáng nha. Này, không xây xước quá nhiều. 4m5. Cần ra thẳng không võng và độ cứng cái này khoảng tầm là 3H ạ. 3H. Cây này thì dành cho các anh thích câu cảm giác một tí ạ. Này. Thì mình dòng cá nó sẽ tuyệt hơn, cảm giác hơn nha. Này, chiều dài 4m5. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng sẽ 132g, mã số 2. Giá cần là 550, còn mã số 2 giá 550.000. Tiếp theo mã số 3. Số 3 là một cây 3m6, này gốc của nó 17.5 ly. 3m6 dòng carbon rod nha các anh. Và cần đi kèm tổng cộng là 8 lóng. Phôi carbon xoắn và tay cầm của nó được làm nhám nha. Cái phần tay cầm này nó sẽ to hơn cái phần thân cần này. Đây, hàng Cora xuất Nhật nha các anh. Hôm nay lên rất là nhiều mẫu cần cho các anh đánh rô giết nè, trôi chép. Và cá mương, cá suối. Cần nhẹ nha, cần nhẹ mình đánh cá suối thoải mái. Đây, đánh cả ngày không mỏi tay. Cái này thì độ cứng cao ạ. Độ cứng cần khoảng tầm trên 4H, cây này tầm 4.5. 4-4.5 nha, chiều dài 3m6. Ngọn 0.6 ly, trọng lượng cần là 110g. Mã số 3 và giá cái này là 550.000. Còn mã số 3 giá 550 ạ. Cần tay lóng ngắn. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 là một cây 4m5. Cái này phần gốc của nó là 19 ly. Này gốc 19 ly nha các anh, nước sơn hai màu nè. Phôi carbon xoắn và ở tay cầm cũng được làm nhám nha. Mình cầm nó chắc chắn hơn. Ngọn cần sẽ là 0.6 ly. Này, ngọn 0.6 ly. Phôi từ lóng thứ hai là phôi carbon xoắn nè. Nó xoắn toàn thân luôn. Này. Các anh muốn xem chi tiết cần hoặc là độ nảy của cần thì cứ kết bạn Zalo em và nhắn mã số giúp em nha. Này, cần có xước lông mèo nè. Hàng bãi không tránh khỏi xây xước nha các anh. Nhưng mà phôi bên trong thì không dập không gãy. Chiều dài 4m5, cây này ra rất là thẳng nha. Độ cứng khoảng tầm 3-3.5H. 3-3.5H ạ. Và trọng lượng cần sẽ là 134g, ngọn 0.6 ly. Cái này mã số 4 giá là 550.000. Còn mã số 4 giá là 550.000 ạ. Tiếp theo mã 5. Mã 5 là một cây cần tay lóng ngắn luôn ạ. Cây này thì gốc nó to. Này, đó, cho các anh xem luôn. Gốc của nó là 23 ly nha. Và tay cầm thì được uốn chỉ uốn dây mây. Này, chiều dài cái này sẽ là 5m2. Em đo chiều dài thực nha các anh. 5m2 là vì nó mất thông số rồi. Phôi từ lóng thứ 3 đẹp. Phôi cây này xanh rêu rất là đẹp nha. Này, phôi xoắn xoắn nổi luôn. Nguyên zin. Chiều dài 5m2. Ngọn cần là 0.5 ly. Cây này thích hợp cho các anh vậy trôi chết. Rô giết đều được hết ạ.
cân ra rất là thẳng, không võng nha. Và độ cứng cây này sẽ khoảng tầm là 3H. Độ cứng 3H nha các em. Cần nhật thì nó sẽ mềm, chủ yếu là mình câu cảm giác, câu giải trí nha. Nó không có cứng như cần China. Và ngọn là 0.5 ly, trọng lượng sẽ là 217g. Mã số 5, giá cây này 600. Cần mã số 5, giá 600.000. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 sẽ một cây dòng mixed carbon. Cái này thì có chiều dài là 5m1, cần đi kèm tổng cộng 11 lóng ạ. 5m1, 11 lóng nha. Hàng Cora xuất Nhật, phôi carbon xoắn. Và phần gốc của cần, gốc cây này là gần 23 ly nha các. Mở ra xem. Ngọn cần là 0.6 ly. 0.6 ly. Phôi xoắn toàn thân ạ. Để nó xoắn từ lóng thứ hai cho tới gốc luôn nha. Xoắn toàn thân. Đây là dính bẩn nè. Các về vệ sinh giùm em. Này, cần tay lóng ngắn, chiều dài 5m1, cây này thì cũng khá là thẳng. Độ cứng của cần tầm 4H. 3.5 đến 4H ạ. Độ nảy rất là tốt nha các. Cây này thì đánh trôi chép thích hợp, độ cứng cao một tí. Và ngọn cần là 0.6 ly, trọng lượng cây này là 219g. Mã số 6 nha, giá 650.000. Cần mã số 6 giá 650.000, độ cứng 4H. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 là một cây 5m4. 5m4 ạ. Gốc của nó gần 22 ly. Cây này là của hãng King. Này, King nha. Phôi carbon xoắn, nước sơn màu đen, màu xanh rêu và màu trắng nè. Tay cầm của nó cũng được làm nhám, cho các anh cầm chắc hơn nha. Và ngọn cần là 0.7 ly. Cái này ngọn 0.7 ly, phôi từ lóng thứ hai đây ạ. Phôi carbon xoắn. Cái này thì nước sơn bên trong đẹp, còn được trên 85%. Rất sáng nha. Trên 85. Này, mở ra xem. Thì còn bởi nó cũng sẽ có vài vết xước li ti nha các. Này, vài vết xước li ti này. Nhưng mà không dập gãy, không ảnh hưởng đến phôi bên trong nha. 5m4 và độ cứng của cần là độ cứng tầm 3H. 3 đến 3.5. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng sẽ là 190g. Mã số 7, giá cái này là 600.000 nha. Còn mã số 7, giá 600, chiều dài 5m4 ạ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 là một cây 6m3. Này, cây này thì gốc của nó to, gốc 27 ly. Này, gốc to nha các. Chiều dài 6m3, cây này là dòng Roya Carbon nha, phôi carbon xoắn nè. Và ngọn cần sẽ là 0.6. Ngọn 0.6 ly. Phôi từ lóng thứ hai đây, mà các anh xem. Phôi carbon xoắn. Cây này thì nước sơn toàn thân của nó màu đỏ luôn nha. Khá là sáng. 6m3 thì mình đánh trôi chép nè. Câu hồ dịch vụ hoặc là sông tự nhiên đều thích hợp. Ngoại hình cần thì còn khoảng tầm 80-85%. Này, nó không quá xây xước đâu nha các. Này thì hàng bãi thì nó sẽ có vài vết xước li ti nè, vài vết lông mèo. Này, nhưng mà không dập gãy nha, không ảnh hưởng đến phô bên trong. Hàng bên em thì các anh được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Và độ cứng của cây này tương đối tốt, độ cứng 3 đến 3.5H. Cần ra thẳng không võng nha, ngọn không võng. Và có độ nảy 3 đến 3.5H. Ngọn 0.6 ly. Và trọng lượng là 328g. Cái này mã số 8, giá cần là 850. Còn mã số 8, giá 850.000. Cần tay lóng ngắn, chiều dài 6m3. Và tiếp theo mã số 9. Số 9 là một cây 6m1 ạ, dòng Yuga nha các. Chiều dài 6m1. Phôi nè, phôi xoắn nha. Và nút sơn cây này thì còn đẹp. Cây này thì lóng của nó cũng khá là to. Gốc được 25 ly. Tương đối nha các. Gốc 25 ly. Và ngọn cần là ngọn 0.7 ly. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Này, phôi từ lóng thứ hai đây, phôi rất đẹp nha, cây này phôi bên trong cực kỳ đẹp luôn. Xoắn nổi toàn thân.
Nước sơn bên trong của cần rất là mới, cây này khoảng tầm 85-90% đổ lên nha các. Đây, nó chỉ bị xây xước ở lóng ngoài do va chạm nè, ma sát thôi. Còn bên trong thì nước sơn rất tốt. Cái này thì như hàng nước nha, ít sử dụng. Chiều dài 6m1. Cần ra rất thẳng. Độ cứng ở đây khoảng tầm 3.5H ạ. 3.5H này, cái này cành dòng trôi chép rất là cảm giác nha, rất tuyệt cái này nè. Chiều dài 6m1. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 240g. Mã số 9, giá cần là 650.000. Cần mã số 9 giá 650.000 ạ. Này, cần tay nha các anh. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 là một cây cần tay lóng ngắn của Nissin. Cái này phôi 7 màu nè, rất đẹp nha các anh. Phôi bản là bản đời cao. Cần tay Nissin chiều dài 4m5. Kết hợp rô giết và cá suối cá mương. Cây này thì câu suối thích hợp vì nó nhẹ nha. Bản này rất nhẹ, 4m5 nhưng mà chỉ có 52g thôi. Ngọn cần sẽ là 0.6 ly. Phôi từ lóng thứ hai là phôi carbon xoắn, xoắn nổi toàn thân. Này. Nước sơn của nó cứ màu cam với lại màu xanh rêu này nha các. Cái này rất đẹp ạ. Bên trong còn mới toanh luôn. Cái này thì ngoại hình tốt, tầm 90-95%. 90-95. Này. Phôi rất đẹp nha các anh. Nissin, chiều dài 4m5. Ngọn 0.6 ly và độ cứng của cần khoảng tầm 2-2.5H. Cành dòng cá suối, cá mương và rô diếc nhỏ này, thích hợp nha. Cần nhẹ và dịu, ngọn dịu. 2-2.5H. Trọng lượng cây này là 52g ạ. 52g, các anh câu cả ngày không mỏi tay luôn. Đi kèm túi nắp đầy đủ. Này, 52g nha, mã số 10 giá 1.1 triệu. Còn mã số 10 giá 1.100.000. Và tiếp theo mã 11 là một cây Shimano có chế độ zoom. Cái này có đi kèm nắp và túi đầy đủ. Này, Shimano chế độ zoom nha. Đây, mời các anh xem. Hàng Indonesia xuất Nhật, mã có tem vàng đầy đủ. Và nó sẽ có 3 chế độ zoom, 4m5, 4m9 và 5m3. Phần gốc của cần nha các anh, 21 ly. Còn gốc tay cầm của nó thì được 22.6 ly nha. Ngọn cần là 0.6. Đây mời các anh xem. Ngọn 0.6 ly. Phôi nguyên zin nha. Từ lóng thứ hai thì phôi nó là phôi carbon xoắn nè. Cái này thì ngoại hình cũng còn mới. Còn được 85-90 độ lên. Này, bên trong đẹp, nước sơn hai màu. Và ở 4m, ở 4m5 thì độ cứng nó được 4H nha các anh. 4H. 4m9 thì nó tầm 3.5. Và cuối cùng 5m3 thì khoảng tầm là 3H ạ. Thì các anh là đánh rô, giết, hòa, chô, chép đều thích hợp hết. Thoải mái. Cần còn đẹp, độ cứng tương đối tốt, không quá mềm nha. Ngọn 0.6 ly, trọng lượng là 112g. Cây này mã số 11, giá cần là 1.150.000. Cần mã số 11 giá 1.150.000 ạ. Cần tay Shimano, 3 chế độ zoom nha. Cần rất đẹp. Này, rất là lâu mới về được một cây có zoom này, như này nha các anh. Và tiếp theo mã số 12. 12 sẽ một cây Nissin ạ. Cần tay Nissin lóng dài, cây này cũng có chế độ zoom 5m3 và 5m9. Này, lóng dài nha. 5m3, 5m9. Cái này thì cần cũng tương đối nhẹ, thích hợp các anh câu cá suối nè, cá mương hoặc rô giết nhỏ, mình câu dạng câu cảm giác ấy, vì ngọn nó sẽ dịu nha. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Và ngọn cần là ngọn 0.7 ly. Ngọn long phụng nha các anh. Phôi xoắn. Này, xoắn toàn thân luôn. Và nước sơn bên trong của nó còn được 85-90%. 85-90. Ở 5m3 thì độ cứng của nó tầm 3.5H. Còn ở 5m9 thì độ cứng nó tầm 3H nha các anh. Độ nảy cũng rất là tốt nè. Cần ra thẳng không võng. Cái này thì nước sơn đẹp. Này, bản này thì cũng rất là ít ngày nha các anh. Nissin. Nissin 5m3, zoom 5m9. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 162g. Mã 12,
giá cần 1.150.000 nha. Mã 12 giá 1.150.000. Tiếp theo mã 13. 13 sẽ một cây si vàng. Đây, cần tay ráp khúc si vàng chiều dài 3m9. Tay cầm được uốn chỉ nha và có tem vàng đầy đủ. Gốc của cây này là 10 ly. Gốc 10 ly. Đây, cần tay ráp khúc si vàng nha các anh. Đi kèm tổng cộng 4 lóng. Đây, nguyên zin nha, nước sơn nguyên zin nguyên bản hết. Này chỉ có một cái phần ngọn của nó thì nước sơn của nó sẽ thường là màu đen. Này mở ra xem. Ngọn của cây này là ngọn 1.1 ly, độ cứng khoảng tầm 3 đến 3.5H. Câu cảm giác nha các anh. Vậy rô giết nè, thoải mái, 3 đến 3.5H. Ngọn 1.1 ly, trọng lượng là 85g, mã 13. Giá cây này 1.4 triệu. Si vàng 3m9, mã 13 nha, giá 1.4 triệu ạ. Có đi kèm túi. Tiếp theo mã 14 là một cây si vàng luôn. Này, cây này bản này của nó nước sơn đẹp hơn. Này, nước sơn rất là tuyệt. Cần tay ráp khúc si vàng, chiều dài cây này là 5m1 ạ. 5m1 nha các anh, tem vàng vẫn còn nè. Và tay cầm được uốn chỉ. Phần gốc. Gốc của nó được 12 ly nha. Cần có đi kèm nắp chụp gỗ. Này, nắp chụp gỗ và cái túi nguyên zin luôn. Túi zin của nó. Cần tay ráp khúc si vàng. 5m1 thì thường nó sẽ đi kèm tổng cộng là 5 lóng ạ. 5 lóng nha các anh. Nguyên zin nguyên bản nha. Đây, phong nguyên zin luôn. Cần rất đẹp cây này. Cây này hàng mới về này, rất đẹp nha. Chiều dài 5m1. Này thường thì ba lóng này nó sẽ giống nhau nè, còn lóng này nước sơn của nó đây, còn phía trên thì nó sẽ màu đen nha. Còn cái lóng ngọn thì nó màu đen toàn thân luôn. Và ngọn cần là 1.1 ly, cây này trọng lượng xa 97g. Độ cứng của cần khoảng tầm 3 đến 3.5H. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Này, bản đời cây nha các anh. Nước sơn rất là tuyệt. Cần mới trên 90%. Ngọn 1.1 ly trọng lượng 97g, mã 14, giá cây này 1.850.000 nha. Cần mã 14 giá 1.850.000. Túi nắp đầy đủ. Và tiếp theo mã 15. 15 là một cây Heiichi, Heiichi Daiwa, 1m5, độ cứng 15 ạ. Đây, cần Heiichi nha. 1m5 thì thường là ngắn nhất rồi nha các anh. Thường là ngắn nhất rồi, Heiichi. Đây. Ngọn cái này là ngọn 0.9 ly. Khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji xứ đen, khoen cái là khoen 3 chân nè, còn lại là khoen 2 chân. Phôi carbon xoắn, bát Fuji stainless LS6 bát xếp. Nước sơn cây này còn được 85-90%. Hàn Quốc xuất Nhật ạ, mã có tem vàng đầy đủ. Này, Heiichi Daiwa nha, ngọn 0.9, trọng lượng 98g. Cái này mã 15 giá 800.000. Còn mã 15 ạ, giá 800. Tiếp theo mã 16. Mã 16 là một cây Heiichi luôn ạ. Heiichi Daiwa, chiều dài 1m8, độ cứng 8-15 nha các. Heiichi Daiwa. Cái này thì hàng Taiwan xuất Nhật. Và bass là bass stainless nè, bass xếp. 1m8. Ngọn cần ngọn đặc ngọn thép nha. Cái này thì cứng khoảng 8-15. Và ngọn cái này ngọn 1.2 ly. Khoen sẽ là khoen Fuji loại xứ xám. Và trọng lượng cần 120g. Mã 16, giá cái này là 800. Này, cần mã 16 giá 800 ạ. Phối đây, phối 2 da nha các anh. Và tiếp theo mã 17. 17 là một cây Heiichi Shimano luôn, có đi kèm túi vỏ nguyên zin của nó. Rồi cây này phô xoắn ít rất đẹp nha. Xoắn ít nè, xoắn nổi toàn thân luôn. Lóng bên này nha các anh. Này. Cây này thì độ mới trên 90, tầm 90-95%. Còn mới toanh luôn ạ. Này Shimano phô xoắn ít và chiều dài của cần là 1m8. Độ cứng của cây này khoảng tầm là 25 nha các. Này, tầm 25-30. Hồi xoắn ít toàn thân. Và ngọn cần sẽ là 1.1 ly. Ngọn 1.1 ly này, dàn khoen đi kèm khoen Fuji loại xứ xám. Còn đầu bu của nó là đầu bu xích chống xoắn nha. Khoen Fuji xứ xám. Cần mới toanh luôn ạ. Cây này 95-95%. Bó là bát Fuji FS6 bát xếp. Ngọn cần 1.1 ly và trọng lượng là 99g, mã 17, giá cây này là 1.3 triệu. Còn mã 17 giá 1.300.000. Và tiếp theo, mã 18.
18 sẽ là một cây cần tay trợ máy của Nissin. Cần tay trợ máy Nissin chiều dài 3m9 ạ. Bát Fuji FS6 bát xếp. Và ngọn cần là 0.6 ly. Cái này 0.6 ly đi kèm túi và nắp đầy đủ nha. Mở ra xem. Phôi carbon xoắn này. Thích hợp dành cho các anh mà mình thích cần tay trợ máy ngắn ngắn một tí. Này, 39 nha. Và độ cứng của nó khoảng tầm là 1.5. Đến đây cần tay thì nó được ở 3.54H. Và trọng lượng cần 102g, mã số 18, giá cái này là 850. Cần mã 18 giá 850.000. Túi nắp đầy đủ. Tiếp theo mã 19. 19 là một cây tay trợ máy Gamma nha. Tay trợ máy Gamma Casio. Chiều dài cái này cũng là 3m9 ạ. Tem vàng vẫn còn. Hàng nội địa Nhật Bản nha các anh. Bát Fuji FS6 chữ vàng bát xếp. Và khuyên cái của nó là khuyên Fuji xứ xích nè. Cần đi kèm nắp chụp gỗ và một cái túi đựng. Ngọn cái này là 0.9 ly. Này, ngọn 0.9 ly. Khuyên bên trong sẽ là khuyên hãng nha. Phôi carbon xoắn. Này. Phôi carbon xoắn nha các. Này nước sơn zin của Gamma này. Nguyên zin nguyên bản luôn. 3m9. Độ cứng cái này khoảng tầm là 2. Căn tính theo cần tay thì nó được 44.5H nha. Đây, 39 này. Ngọn 0.9 ly trọng lượng 132g, mã 19 và giá cái này 1.900.000. Còn mã 19 giá 1.900.000 nha. Cần tay trợ máy Gamma. Và tiếp theo. Tiếp theo là mã 20. 20 sẽ một cây tay trợ máy 5m3 độ cứng 2. Đây 5m3 độ cứng 2 cần của hãng Daiwa. Phôi hai da. Phôi hai da rất đẹp nha các anh. Cái này thì nó không ghi xuất xứ nha. Thường là hàng nội địa hoặc là Korea xuất Nhật thôi. Bass là bass titanium nè, FS6 bass xếp. Cần tay trợ máy của Daiwa có đi kèm túi vải cho các anh đựng cần. Khuyên cái của nó là khuyên Fuji, lõ xứ xích, khuyên rất là sáng nha. Nó ra dây sẽ tốt hơn, độ chống xoắn tốt hơn. Ngọn cái này là ngọn 0.6 ly. 0.5 ly nha các anh, 0.5. Cần tay chạm máy thì mình câu như cần tay nha. Chỉ hỗ trợ máy thêm cho mình thôi. Đây, nó câu như cần tay luôn. Phôi hai da nè. Từ lóng thứ ba là phôi hai da. Mình khuyên bên trong khuyên hãng. 5m3 độ cứng 2. Tính theo cần tay thì nó được tầm 3.5H nha các anh. Nước sơn bên trong đẹp 80%. Ngọn 0.5 ly và trọng lượng là 169g. Mã 20. Giá cái này là 1.700.000. Cần mã 20 nha, giá 1.700.000 ạ. 5m3 độ cứng 2. Và tiếp theo mã 21. Đây, 21 là một cây Daiwa. Cần tay trợ máy nha. Cái bát này của nó thì các anh chỉ cần gắn máy vào thì nó sẽ tự cứng nha. Này, mình gắn máy vào. Bát nguyên zin của nó nha các anh, không phải do tháo nha. Nguyên zin. Chiều dài 5m3 độ cứng 1 ạ. Daiwa. Đây, cái này là Daiwa dòng tournament nha. Và phôi đây, khuyên đây, khuyên cái là khuyên Fuji xứ xích. Cái này dàn khuyên của nó khuyên chân gôn nè, khuyên chân gôn nha, đầu bu cũng vậy, đầu bu gôn luôn. Ngọn cần là 0.5 ly. Ngọn 0.5 ly, phôi carbon xoắn. 5m3 độ cứng 1. Nước sơn cây này, nước sơn bên trong của cần cũng còn tương đối tốt ạ, 80-85%. 5m3 cứng 1 nha, nhưng mà nó không quá dịu. Độ nảy cần tốt. Tính theo cần tay thì được tầm 3-3.5H. Ra rất là thẳng và không võng nha. Ngọn 0.5 ly trọng lượng sao 134g, mã 21 và giá cái này là 2.100.000. Mã 21 giá 2.100.000, 5m3 độ cứng 1. Daiwa Tournament ạ. Và cuối cùng mã 22 là một cây cần tay săn hàng của NFT ạ. NFT chiều dài 9m. Mã cót vẫn còn, mã cót tem vàng đầy đủ luôn. Và tay cầm của nó được làm nhám nha các anh. Thích hợp cho các anh câu đơn, câu gần, câu biển. Góc 26 ly. Cần tay 9m nha. NFT. Phôi NFT, phôi rất tốt ạ. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Và ngọn cần là 1.6 ly. Nước sơn của cây này bên trong còn 85-90 nha các anh. 85-90%, còn rất là mới đẹp luôn. Và cần ra cũng rất là thẳng. Này,
chiều dài của nó cao nhưng mà cần ra rất là thẳng nha, không võng nè. Để mở cái xem. Và độ cứng của cây này tầm 4-5 h nha các. 4 đến 5 h, độ cứng tương đối, không quá cứng cũng không quá mềm nha. Ra thẳng không võng. NFT 9m ngọn 1.6 ly và trọng lượng là 313 g. Này, bản này cũng rất là nhẹ nè, vừa nhẹ vừa thẳng nha. 9m 313 g. Mã cân số 22 và giá cái này là này, giá gốc là 2.6 triệu nha, giá sale hôm nay là 2.450.000. Mã số 22 giá 2.450.000 nha các anh. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo ạ. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại có ghi trên màn hình hoặc là số Zalo của kênh em là 0933 111 365. Chào các anh ạ.